Rồi các bạn thân mến, thì có rất là nhiều bạn là muốn mua phụ tùng cơ giới ha, mà không biết cái chỗ để mua, mà hay lên kênh mình á, với lại điện thoại hỏi riết. Thì hôm nay sẵn mình đi ngang qua phụ tùng cơ giới Trường Thọ nè, đó thì mình quay cho các bạn xem ha. Ở đây nói chung bán thì đủ thứ hết, về cái phần phụ tùng động cơ cũng có nè, có không ta, để vô hỏi này coi. Nói chung về phụ tùng máy đào thì rất là nhiều thứ, đây xích nè, sơn nè, ga lê nè, răng nè. Anh ở đây có bán cái phụ tùng của mấy máy đào nhỏ không anh? Máy đào nhỏ đó mình có bán không anh? Cái phụ tùng của máy đào nhỏ có không anh? Máy đào nhỏ. Dạ đúng rồi, có hết hả? Rồi có phụ tùng mà dạng mà động cơ rồi đâu có bán đúng không? À có một phần nào đó thôi. Đa số là bán về bên phần phụ tùng của máy móc. Dạ máy cơ giới, dạ máy cơ giới, máy đào, máy ủi rồi đúng không anh? Dạ. Hồi xưa em đã từng mua đồ ở đây rồi. Hồi xưa em mua đồ ở đây rất nhiều lần rồi. Xe đây. À, xe của mình đi giao cho khách hàng ở xa luôn. À dạ rồi. Dạ. Ở đây là mình bán sỉ lẻ luôn chứ nè. À bán sỉ lẻ luôn. Dạ. Ví dụ như bây giờ ở ngoài miền Bắc đi họ mua anh có giao được không? Dạ. Dạ dạ dạ, có nghĩa là thí dụ như anh điện với mối hàng ngoài đó đúng không? Họ giao hàng ở đó luôn anh khỏi phải giao. Dạ đúng rồi. À đây. Có đầy đủ hết ha. À, mũi đào nè, ga lê nè. Đó. Đủ thứ. Đó. Bánh xích nè, bánh phôn nè. Rồi rất là nhiều, cái này bán đây cũng chắc cũng lâu lắm rồi ha. Hồi xưa lúc mà em còn làm bên quản lý bên đội cơ giới đó, em hay ghé đem mua. Dạ. Yeah. Đây, mấy đồ của mấy đào nhỏ trong đây đúng không anh? Đó, mấy nhông bánh. Dạ. Yeah. Bên này là các loại bạc đạn. À các cái loại bạc đạn của mấy đào. À, các loại bạc đạn. Còn này cũng bạc đạn luôn anh. À. Còn cái này là răng gầu. Răng gầu rồi cái gì ta? Kêu bằng là níu. Níu gầu. Rồi cái này là răng rời của bánh sao, mà mấy này loại mấy ủi ha. Mấy đồ lại lớn, còn này là chốt. Chốt. Rồi má lam. Má lam. Cái này là miếng gốc của lam. Dạ. Ga lê đỡ, ga lê đè, ắc. Dạ. Ắc. Dạ, rất là nhiều ha. Ắc. Ắc lớn có, ắc nhỏ có nè, nói chung đủ loại nè. Đó, thì bạn nào mà muốn mua đồ thì đây, để mình quay cơ sở Thọ Trương ha. 1/1 quốc lộ 1A cạnh cây xăng 476 gần cầu Đồng Nai. Nguyễn Văn Hồ, kỹ sư phụ tùng mới. Số điện thoại đây, đó, phụ tùng cơ giới Trương Thọ ha. Nói chung đầy đủ cả bạc đạn rồi bạc. Các cái loại bạc ắc gầu nè, bạc ắc của gầu, bạc ắc cần đồ, nói chung thì không thiếu thứ gì ha. Đầy đủ hết. Đó. Thì có rất là nhiều bạn ở các cái khu vực như miền Tây rồi nè. Họ hỏi là bây giờ họ lên Sài Gòn họ đi mà không biết chỗ bán. Đó. Dạ. Dạ dạ. Không, nhưng mà họ vẫn mình cũng có đại lý dưới ha. À là thí dụ như họ điện thoại mình chỉ tới đó mua. À phụ tùng bơm thủy lực luôn. Có bán bơm luôn không anh? Có bán cái bơm luôn không? Có luôn hả? Dạ. Bơm dầu, bơm nhớt, bơm dầu cho máy á, cho động cơ. Cho nhớt. Có tục bô không anh? Lược. Lược nhớt thủy lực. Lược dầu. Rồi tục bô. Nói chung mấy thứ cần thiết là của cái máy đào là bơm dầu nè, lược nhớt thủy lực nè. Rồi lực dầu, lực gió,
bô đó, những thứ đó là có rồi. Thôi bạn nào mà muốn mua thì có thể điện thoại hoặc tới đây mua ha. Đây mình có quay số điện thoại đây rồi, tại vì rất nhiều bạn muốn ấy thì hồi nãy mình đi qua rồi, nhưng mà mình nghĩ thôi bây giờ người ta cứ hỏi mình riết vậy cũng khó. Ở đây có cả dây bánh xích cao su nè, xích cao su, bánh xích sắt, bánh xích cao su, thí dụ như tìm mấy loại nhỏ nhỏ có không anh? Có hết hả? Dạ. À, kho là rất nhiều. Như cái bánh xích cao su này là của con không mấy anh? Cái này nó thật sự như là tôi chẳng qua là chỉ ở đây thôi. À. Cái này là máy. À, có cả có cả vòng, có cả cái mâm quay toa nữa kìa, bật đạn quay toa kìa, đầy đủ hết ha. Bánh phôn, bánh đồ gầu luôn, có bán gầu luôn, gầu xích, xích cao su. À, ở đây là chỉ cửa hàng mình trưng bày một số lượng ít thôi đúng không anh? Còn mà cái kho là rất là nhiều đúng không? Vậy người ta cứ liên hệ ha. Liên kết. Dạ, kho với liên kết nữa. Dạ. Mấy cái làm ủi dữ dằn anh ha. Làm ủi dữ dằn ha. Cái máy này là cỡ D3 nè. Cái này D5 nè. Đủ hết. Thấy được rồi anh. Dạ, dạ, rồi cảm ơn anh.